các bạn ơi, hôm nay mình xin chia sẻ đến mọi người cái cách làm gỏi su hào thật là đơn giản nha. Đây là su hào cùng với cà rốt mình đã cắt sẵn luôn rồi, thành những sợi nhỏ mà bây giờ mình đang ngâm đường đó các bạn, để cho cái nước của cà rốt và su hào bỏ ra bớt. Đây còn cái củ su hào, bạn nào không biết thì mình chia sẻ ha. Đây là cái củ su hào nè các bạn. Bây giờ là đang mùa su mạ hào đó các bạn, giá rất là rẻ. Ở đây là mình sử dụng cam. Cam này là mình thay cho chanh và tắc ấy, để mình làm gỏi cho có vị chua và nó thơm hơn. Và nêm cho cái gỏi này, nhà mình có lá quế thì mình sử dụng lá quế hoặc là rau răm. Ngoài ra không thể thiếu đó là đậu phộng nha các bạn. Và đây là cái hũ đậu phộng nè, mình mới lấy nè, mình rang sẵn rồi đó các bạn. Nhà mình thì thường rang sẵn một cái hũ để sẵn như thế này, mình có thể dùng để ăn chơi hoặc là trộn vào các gia vị gỏi. Có tiền thì cũng đơn giản. Sau đây là mình sẽ cùng làm nha các bạn ơi. Lúc này nè các bạn thấy không, mình ngâm với đường á thì cái su hào và cà rốt nó chảy nước ra thế này nè. Bây giờ á là mình sẽ vắt đi ha, mình vắt và rửa sạch lại. Su hào với cà rốt là sau khi mình rửa sạch và vắt khô á thì như thế này nè các bạn. Mình vắt là để cho bớt cái bộ hăng của cái su hào ra ha. Và bây giờ mình sẽ làm nước mắm để mà mình trộn với lại su hào, rất là đơn giản luôn. Đây, còn đây là cái phần mình đã rửa rồi nè, bây giờ mình cũng sẽ cắt nhuyễn nha các bạn. Lá quế, lá quế nhà trồng nè, mình sẽ sử dụng một cái chén nhỏ nha. Và đây là một phần nêm vào đây một ít đường. Một muỗng cà phê đường nha các bạn. Và muối mình sẽ cho vào đây là khoảng chừng 1/3 muỗng muối. Cà phê muối thôi nha các bạn, cho nó mặn mặn. Và tí xíu bột ngọt để cho vị nó đậm đà hơn. Sẽ cho nước mắm vào. Đây mình sẽ cho một muỗng và mình sẽ nêm lại cho khẩu vị xem coi vừa ăn chưa. Thường thì cam này cũng ngọt nên thành ra là mình bỏ ít đường. Nếu mà cái cam mà các bạn mua trúng ngay cái cam chua đó thì các bạn phải cho nhiều đường hơn tí xíu và nêm lại. Mùi rất là thơm các bạn, nhưng mà thơm lắm. Bây giờ mình chỉ còn có nước là trộn vào thôi nha. Đây nè, đó, mình chỉ trộn vào cho thấm gia vị, rất là đơn giản và dễ làm. Nếu mà muốn màu đỏ của ớt thì mình sẽ cho vào đây một ít lát ớt nữa.